Các bạn đã quay trở lại với chuyên mục chăm sóc và làm đẹp cho mái tóc của Bon Green. Ngày hôm nay thì Bon Green sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để có thể tự nhuộm tóc tại nhà, giúp màu tóc nhuộm lên chuẩn xác, đẹp và bền màu hơn. Được tóc tại nhà dường như đã trở thành một trào lưu được đông đảo mọi người đón nhận, nhất là từ sau đợt giãn cách xã hội vì dịch Covid. Nhuộm tóc tại nhà không chỉ giúp bạn chủ động được thời gian, tiết kiệm được chi phí, tạo độ an toàn cho sức khỏe khi bạn tự tay chuẩn bị được những loại thuốc nhuộm tóc chính hãng và an toàn. Vậy khi nhuộm tóc bạn cần chuẩn bị những gì? Điều thứ nhất, tất nhiên rồi, để nhuộm màu cho tóc thì điều đầu tiên là bạn cần phải có màu nhuộm. Bạn hãy lựa chọn cho mình một loại thuốc nhuộm tóc đảm bảo độ an toàn trước tiên. Sau đó thì sẽ đến lựa chọn màu cho tóc. Bạn có thể lựa chọn màu nhuộm theo trend hoặc theo các tiêu chí như để phù hợp cho làn da, phù hợp cho công việc của bạn. Đối với những bạn lần đầu tiên tự nhuộm tóc thì Bon Green khuyên bạn nên lựa chọn các tông màu có độ sáng, sáng hơn màu tóc tự nhiên không quá 4 tông màu nhé. Điều thứ hai, sau khi xác định được nhu cầu cần thay màu mới cho mái tóc, bạn nên gội đầu trước thời điểm nhuộm tóc từ 24 đến 48 giờ, bởi vì trong khoảng thời gian này thì da đầu của bạn đã tiết ra đủ một lượng dầu tự nhiên giúp bảo vệ cho da đầu của bạn. Khi tiếp xúc với thuốc nhuộm sẽ giảm được cảm giác khô căng, ngứa rát trên da đầu khi vào thuốc. Điều thứ ba, cần chuẩn bị những đồ dùng thiết yếu cho quá trình tự nhuộm tóc tại nhà như áo choàng để giúp màu nhuộm không bị dây ra quần áo của bạn, lược, chổi, bát đựng thuốc, và những vật dụng mà bạn cần. Điều thứ tư, bạn hãy tiến hành chải tóc cho thật mềm mượt và chia tóc thành các tiết nhỏ để thuận tiện cho quá trình bôi thuốc nhuộm lên trên tóc nhé. Điều thứ năm, điều này không bắt buộc, nếu bạn cần thì bạn có thể thực hiện nhé. Điều này sẽ khuyến các bạn nên bôi quanh vùng da như phần tai, đường viền xung quanh tóc như trán, mai, sau gáy một lượng kem dưỡng ẩm. Việc này sẽ giúp cho bạn dễ dàng làm sạch được các vùng da khi bị thuốc nhuộm gây ra trong quá trình nhuộm tóc. Và sau khi bạn đã chuẩn bị xong các điều kiện cần trên, chúng ta sẽ tiến hành nhuộm tóc nhé. Việc đầu tiên cần làm trong quá trình nhuộm tóc đó là bạn hãy đọc thật kỹ hướng dẫn sử dụng của sản phẩm để xem tỷ lệ pha màu giữa màu và oxy là bao nhiêu, thời gian ủ thuốc nhuộm trên tóc là bao lâu. Điều này vô cùng quan trọng nhưng đã rất bị rất nhiều bạn bỏ qua. Việc pha thuốc nhuộm không đúng theo định lượng sẽ làm cho màu tóc của bạn nên kém chuẩn xác, hay việc ủ tóc quá thời gian quy định cũng sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt đối với da đầu của bạn. Thường sẽ xảy ra các trường hợp như ngứa tóc, yếu chân tóc dẫn đến cực tóc, hay việc ủ tóc không đủ thời gian quy định cũng làm cho màu tóc của bạn nên kém chuẩn xác, màu thường sẽ tối hơn và bị phai nhanh hơn. Thứ hai, bạn sẽ tiến hành pha trộn hỗn hợp màu. Bạn đánh thật đều hỗn hợp màu và oxy, càng đều càng tốt. Điều này sẽ làm cho các hạt màu bám đều trên các sợi tóc của bạn hơn. Bước thứ ba là bạn sẽ tiến hành chải thuốc nhuộm trên tóc. Bạn chải đều từ phần chân tóc sang ngọn tóc và hạn chế tối đa việc tiếp xúc thuốc nhuộm gần phía chân tóc và da đầu nhé. Bước thứ tư đó là bạn hãy đặt đồng hồ hẹn thời gian theo đúng quy định trên hộp thuốc để biết được thời gian nào bạn sẽ phải xả thuốc nhuộm ở trên tóc nhé. Điều thứ năm bạn cần làm đó chính là trong quá trình chờ đợi, trong quá trình ủ thuốc ở trên tóc, bạn sẽ dùng khăn với nhiệt ấm và lau sạch các vùng da bị nền thuốc nhuộm trong quá trình nhuộm tóc nếu có. Sau khi hết thời gian ủ tóc, bạn sẽ tiến hành xả tóc bằng nước ấm. Bạn xả cho đến khi nào thấy nước da màu trong thì bạn có thể tiến hành gội và xả với dầu gội như bình thường. Bước thứ bảy là tiến hành tẩy khô và xả kiểu. Và lưu ý cuối cùng là sau khi nhuộm tóc, bạn nên dùng nước lạnh để gội đầu, như vậy sẽ giúp
bạn cần tránh các loại dầu gội có chứa sunfat vì điều này sẽ làm cho màu tóc nhuộm bị phai nhanh hơn đó. Bạn nên dùng thêm dầu dưỡng sắc hàng ngày để giảm thiểu hư tổn và phục hồi cho mái tóc sâu nhuộm. Hy vọng rằng với những hướng dẫn và lưu ý của con Green trên đây sẽ giúp bạn tự tin hơn khi tự nhuộm tóc tại nhà. Chúc bạn thực hiện thành công và có được màu tóc ưng ý nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Đừng quên like, share và đăng ký kênh ủng hộ cho con Green nhé.